Sau khi tham dự cái lớp học vui chủ đề, trong vòng 1 tháng thì tôi có trên 20.000 follower trên kênh TikTok của mình. Xin chào với tất cả mọi người, tôi tên là Lê Quyết Thắng. Hiện tại tôi là nhà đào tạo huấn luyện cho các nhà đầu tư ở Việt Nam theo tiêu chuẩn số 1 của Mỹ. Và lĩnh vực mà tôi có 15 năm kinh nghiệm đó là đầu tư bất động sản ở tại Việt Nam. Những thành tựu mà tôi đã đạt được sau khi tham dự cái lớp học vui chủ đề đó là trong vòng 1 tháng thì tôi có trên 20.000 follower trên kênh TikTok của mình. Đây là một cái khởi đầu khá là tốt và hy vọng là được các bạn ủng hộ trong kênh của tôi. Một bí quyết mà tôi thấy áp dụng rất là hiệu quả đó là cái việc mà khi triển khai một cái cách để xây dựng thành cá nhân thì bạn phải biết thứ nhất là điểm mạnh của bạn. Và thứ hai nữa là bạn hãy xem coi là nghiên cứu thị trường, coi là số lượng mọi người đang quan tâm về chủ đề nào và cái ngách nào mà bạn có thể là chuyên gia trong lĩnh vực đó để bạn chia sẻ. Và cái điều thứ ba mà các bạn nên chia sẻ đó là gồm có ba điều. Một là story, là câu chuyện của bạn. Hai là nó phải có educate, tức là có phải có tính giáo dục, rồi hướng dẫn cho người ta học một cái lớp gì đó, một cái cách thức gì đó. Và điều thứ ba đó là entertainment, đó là chúng ta phải có tính giải trí ở trong câu chuyện của chúng ta. Những người khuyên cho các bạn mới đó là các bạn hãy tập trung khám phá lại coi mình thực sự là ngách nào là mình giỏi, hoặc là ngách của ngách. Ví dụ như đơn giản là bạn có thể là giỏi nấu ăn, nhưng mà trong các món nấu ăn đó thì bạn nấu ăn theo kiểu là cơm niêu chẳng hạn, thì bạn hãy chọn một cái ngách nào mà nhỏ nhất mà bạn có thể làm được một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Và cái điều thứ hai là bạn hãy sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cho mọi người hiểu biết thật sâu cái ngách của bạn đang nói. Sau đó rồi bạn mới bắt đầu là tiến hành có thể là kinh doanh hoặc là bán cái gì đó liên quan đến cái ngách của bạn. Đó là ba điều mà tôi mong muốn là các bạn áp dụng để đầu tư trong cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn thành công hơn. Một điều chia sẻ với mọi người là hãy dùng từ là just do it, tức là hãy làm đi. Và đừng ngại người khác nói gì về bạn hết. Bạn hãy tập trung làm một cái ngách của ngách mà bạn am hiểu nhất, và hãy chia sẻ chân thành, trung thực, và giúp đỡ cho họ có thêm thông tin, thêm kiến thức về ngách của bạn. Thì tôi tin rằng không sớm thì muộn, thì bạn áp dụng những công thức mà anh Sam chia sẻ và huấn luyện, thì bạn sẽ sớm trở thành một hot TikToker hoặc là một creator, tức là những người sáng tạo nội dung và giúp cho mọi người có thêm thông tin, kiến thức trong cái ngành mà bạn muốn được học tập, được chia sẻ và giúp đỡ những người khác.